Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đâu người đâu? Qua đây. Đúng rồi, qua đây. Qua đây. Vỡ đầu. Nãy giờ mới có một cái pha gọi là đấm vỡ đầu ra hồn anh em ạ. Ngon rồi. Bắn súng làm cái gì hả em? Hãy chạy lại gần cho chú một đấm vỡ đầu luôn. Đây. Lên phía trên nào anh em ơi. Đậu xanh. Mình sẽ chạy thẳng lên phía nơi kép coi. Quan trọng là mình sẽ lên tròi cái đã. Đây. Ok. Thêm đạn súng tiểu lên này ngon lành. Và ở đây à. À. Số nhá anh em. Ủa. Trong nhà này thì cũng đang có rất là nhiều đồ luôn nhá. Ok, qua luôn. Qua nhà này kiếm thêm đồ mọi người ạ. Ngon. Để xem nào anh em. Rồi, tuyệt vời, ngon lành. Mình chạy qua cái phía này coi thì cũng chẳng thấy ai cả luôn này. Thế là sao nhỉ anh em? Cái kiểu chạy mãi mà không đào đâu ra người này hơi mệt đấy. Xíu nữa thì mình sẽ lên cổng chờ luôn nha anh em. Ok. Đã có được ống ngắm 4X rồi này. Cũng ổn. Áp phía dưới. Xuống dưới chơi luôn chứ ngại gì. Đâu người đâu? À đây à? À đây à? À đây à em ơi. Sao? Ý chú là sao? Chú thử chạy anh xem nào. Xem là anh sấy chú có xanh mộ không nhá. Đậu xanh này. Chạy đi em ơi. Rồi chạy nữa đi em. Chạy nữa đi xem nào. Làm sao đang ở đâu? Đây à? Ngoài này à? Ngoài này à? Lên bảng điểm số luôn nhé. Hình như là nó không có máu anh em ơi. Làm gì có máu để mà bơm đâu. Rồi nha ngon. Mình sẽ cùng máu cái đã anh em ơi. Ông một đứa vừa chạy qua này. Ê đừng. Đừng. Bạn tính làm gì mình? Có giỏi xuống đây bạn ơi. Mình đang quần máu cái chạy qua định ăn mình à. Làm sao qua đây? Làm sao nào qua đây? Ở đây rồi anh em ơi. Nó đây rồi các bạn ơi. Thằng này đứng lại mày. Rồi chạy đi em. Làm sao? Làm sao? Đâu rồi? Đây à? Uầy. Câu liệu các kiểu cả. Anh lại sợ chú quá nhỉ. Hẳn là câu liệu cả. Uầy nữa hả? Có vẻ căng. Xuống đây em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi xuống đây em ơi. Có giỏi xuống đây đi em. Ok. Anh chấp chú luôn nhé. Anh không ngại đâu nha. Anh không ngại nha. Đã bảo là anh không ngại đâu nha. Mà lại anh chấp chú luôn giờ mà vẫn thích chạy xông xáo qua. Đây mình sẽ cuốn cho full máu cái đã nha. Ngon lành. Thanh niên này. Ngáo quá rồi đấy em ạ. Thằng này nó không có máu mọi người ơi. Mình sẽ qua phía này coi. Thêm máu đây. Số nha mọi người. Còn cái hòm sắt ấy nhỉ. Ồ. Như vậy là hết rồi cơ. Mình chỉ có hai túi máu mà thôi. Ok. Chúng ta sẽ lên cổng trời đấy nhá. Lên cổng trời luôn. Ngại gì mà không lên. Ok nào. Let's go luôn nào. Ồ đây có một cái kiếm katana thôi nha em ơi. Không có gì nữa cả. Đây là chúng ta sẽ lên cổng trời luôn. Và kiếm thêm bạn nhá. Ok nào anh em ơi. Cầm sẵn Scar trên tay rồi này. Quan trọng là người đâu rồi ta. À có nướng giáp này. Nướng giáp này thì không có mìn các bạn ơi. Nên là chạy qua mà ăn nướng giáp thôi. Ngon lành. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Hay là anh kiếm AK dùng DS thôi em ơi. Anh chơi combo Scar cộng với MP5 đang ổn rồi em.
Chữ AK thì bắn nó giật lắm em ạ, thì anh lại không có quen chữ AK đấy. Ok, mình sẽ xuống đây coi mọi người ơi. Ở đây có Monster Truck rồi này, lấy Monster Truck chạy đi xem bạn này. Đậu xe này. Làm sao hả bạn ơi? Làm sao hả bạn ơi? Ok. Lên bảng đếm số luôn nhé. Chạy đâu hả em? Có xe máy đây, có người này. Có người này anh em ơi. Ui, đậu xanh. Gì vậy? Sao vậy? Có vẻ căng. Xem nào, có vẻ căng. Có vẻ căng này. Ok. Lên bảng đếm số luôn nhé. Làm gì mà căng với anh? Mấy cái đứa này cứ được căng với mình anh em ạ. Là mình sấy cho lại, bảo tại sao lại xanh mộ. Đây, cưỡi xe Monster Truck lên trên và lượm xác chúng nó luôn nào. Đây, mình lên trên này, mình lượm xác chúng nó luôn nhé anh em. Đây rồi. Đấy, hai hồng xác ngon lành. Ủa mình nghe, ủa mình nghe cái tiếng này dùng tiếng xe anh em ạ, nhưng không phải xe. Không phải xe đâu. Tầm này thì mình sẽ lượm thêm từ máu nhá. Ok. 5 túi máu là ổn rồi. Tại vì là thật sự là với cái ba lô 2 thì mình lại không lượm được quá nhiều đồ cơ. Đổ lộn. Đổ lộn từ MP40 sang nhầm AK. Đây rồi đấy câu thôi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục lấy xe đi săn mạng thôi mọi người ơi. Có cái xe thì cơ bản là săn mạng cũng dễ thôi. Rồi xe cắn người đấy. Ủa? Có đứa nào vừa lượm ping ở đây hả? Phải không vậy? Cái này thì kẹo không biết rõ nữa cơ. Nhưng mà cứ chạy xuống phía dưới này coi. Như là có một đứa vừa bắn nổ UAV thì phải. Chưa thấy người đâu cả anh em ơi. Khu này mình cảm giác là nó cũng khá là vắng thôi. Thấy là có mấy hòm xác các kiểu này. Nhưng mà người đâu không thấy này. Ủa? Hình như là trên tầng có người anh em ơi. Ok. Mình có 4 quả lựu nha các bạn ơi. Mất máu cho em ơi. Gài ngay mình ở trên cả làm gì mà căng nào. Làm sao bạn ơi? Lên bảng đếm số nha bạn ơi. Đây mình lựa thêm máu coi. Úi dồi ôi. Nòng súng 3 các kiểu này anh em thấy ngon chưa? Máu này. Đạn súng các kiểu này. Quá ổn rồi nha anh em ơi. Tầm này là ngon rồi. Ok, tiếp tục lấy xe đi săn mạng thôi nhỉ. À, thì nữa thì mình lấy tạm con xe một xanh dương kia. Mình chạy cho nhanh anh em ơi. Chứ là bây giờ thì mình sẽ không đi con xe Monster Truck đâu nhé. Thì nữa thì con xe kia chạy cho nhanh các bạn ạ. Quan trọng là phải chờ bom nó nổ xong rồi đã. Ok. Hiện tại thì kẹo đang có đó là 10 mắt xem nhá. Đây, qua lấy xe này luôn này. Lấy xe thôi. Tiếp tục săn mạng này các bạn ơi. Ui, người đâu cả rồi ta. Mình sẽ lượn lờ quay mấy cái khu này coi anh em ạ. Wow. Anh ăn từ lâu rồi em ơi. Sang sửa đi anh hả? Nãy lượn qua sửa nhưng mà có thấy ai đâu. Phán sau solo luôn nha hả? Thì hiện tại cả vẫn đang chơi solo mà. Phía sau mình có người các bạn ơi. Nhanh chạy qua trên nó luôn nào. Ở đây này. Đây này anh em ơi. Đậu xanh này lên bảng điểm số nhá. 8 kill top 1 rồi. Sao nào hả bạn? Ủa? Có người chỗ nào đấy anh em ạ? Mình không biết là nó đâu cơ. Cơ bản là nó có giảm thanh nên là chúng ta lại không xác định được vị trí của nó ấy. Cái này thì hơi khoai anh em ạ. Để coi. Mình lượn xung quanh cái khu này coi anh em ơi.
Cơ bản là mình chưa thấy nó. À đây à? Đây à? Hình như là đây các bạn ơi. Đây hả? Đây rồi. Nó ngay trong nhà anh em ạ. Ok. Cho nó một quả lựu vào trong này. Biết đường luôn nhé. Biết đường này anh em ơi. Làm sao? Không chết vì lựu thì cũng chết vì anh xây nhá. Đáng lẽ ra là mình không nên dựng bom keo vội như vậy. Không là nó đã chết vì lựu rồi anh em ạ. Đi thôi. Nữa hả? Đây anh em ơi. Một đứa này. Một đứa chạy bom này. Chạy bom hải mây. Ok luôn này. Anh qua anh tạt đầu chú luôn nhé nào. Làm sao hả em ơi? Chạy bom hải em. Ok đây. Anh qua chơi với chú góp vui luôn này. Làm sao hả em ơi? Chưa đai cả. Chưa đai thì cũng đai luôn nhé. Giáp chống nổ các kiểu này. Rồi nha, bom keo này ngon lành. Từ từ mọi người ơi. Đây kẹo sẽ lên xe luôn nhé. Có nhiều túi máu thì ngại gì hả anh em ơi? Có nhiều túi máu thì ngại gì hả anh em ơi? Ok ok. Ủa làm gì vậy? Làm gì mà căng? Có giọt qua đây. Làm sao bạn ơi? Mình đang cột máu cái đấy nhá. Mấy này chơi căng quá anh em ạ. Mấy các bạn này lại chơi căng quá cơ anh em ơi. Sao chơi? Ok. Lấy xe chạy vào trong cũng không yên nữa cơ. Cột máu luôn này. Mấy ông này canh giữ của ta. Canh ghê của ta. Ok. Xong luôn nhé. Ủa nữa hả? Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, mình đang cột máu nhá. Có giọt qua đây bạn ơi. Nào qua đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Qua đây. Làm sao được qua đây em ơi? Làm sao được qua đây em ơi? Đúng rồi, làm sao được qua đây? Nào. Làm sao được qua đây nhé? Đừng có mà chơi kiểu như vậy nha. Cho một quả lựu mãi xa này. Cột máu thôi. Ok các bạn. Còn lại 5 mạng nữa cơ. Làm sao? Chạy đâu? Chạy đâu Hải ơi? Đúng rồi, chạy đâu? Lấy xe chạy à? Tưởng gì? Tưởng gì Trung Hoa ra lại lấy xe chạy à? Hóa ra là nó lấy xe chạy anh em ạ thằng này. Úi dồi ôi thiên nhiên. Yếu bóng vía quá cơ. Mới xấy cho mấy viên đạn đã sợ chạy mất dép rồi anh em ạ. Thế này thì không biết là chơi cái gì nữa. Ok ok let go nào mọi người ơi. Gặp mấy bạn như thế này thì thật sự là mình chịu thua luôn này. Phía dưới có người các bạn ơi. Mà công nhận là kẹo vẫn mỉm cười. Nãy xấy cho thằng kia có vài viên đạn thôi mà nó đã sợ chạy mất dép rồi cơ. Nữa hả? Đậu xe này. Đậu xe này em ơi. Ok. Và bom đã các bạn ơi. Ngon lành. Bây giờ là còn lại 3 mạng cuối nha anh em. Đấy còn lại có 3 thằng cuối nữa mà thôi. Thì ok. Cố gắng chơi game tập trung xíu. Chúng ta sẽ lấy top 1 lên nha mọi người. Đây mình đang lượn lờ qua cái phía này coi nào. Phía này thì cơ bản là kẹo chưa thấy người đâu này. Nó vắng quá anh em ạ. Không thấy một ai cả cơ. Thế thì bây giờ là đầu đâu ra người. Phía dưới này thì chắc là cũng không có ai đâu. Chắc là chúng nó ở ngay phía trên này cả rồi. Nhà này không có ai mọi người ạ. Mình đang cầm sẵn cái khẩu súng tiểu liên MP40 rồi này. Wow người đâu? Người đâu rồi vậy? Cái tháp này thì nãy là vừa hạ mấy đứa sau này. Ok. Đang có 12 kill rồi. 3 thằng nữa cơ. Vụ này hơi căng anh em ạ. Hẳn là có 3 thằng nữa cơ mà. 3 thằng thì chả căng quá cơ anh em. Thế mình vẫn nghi là đây vẫn là còn người nhá. Wow. Nhưng mà cơ bản là có thấy đứa nào chạy bom vào đâu. Chưa thấy đứa nào chạy bom vào cả cơ. Thế này thì đào đâu ra người hả các bạn ơi. Dưới nhà này cũng không có ai luôn này.
Ủa? Thế thì chúng nó đâu cả rồi nha em ơi. Ok. Uầy, các bạn ấy vừa kêu nhau xong rồi nha em ơi. À đây, thấy rồi nhá, bông keo này. Chỗ bông keo đấy khả năng là có người các bạn ơi. Phía dưới hả? Để coi. Ồ, đây rồi, đây rồi. Đây rồi nha em ơi, ngay phía dưới nhá. Làm sao hả các bạn ơi? Đây. Mình qua luôn nhé các bạn ơi, đâu rồi? Các bạn đâu? Các bạn đâu rồi? Vỡ đầu top 1, yes. Như vậy là mình đã có được 13 kill top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Ngon lành cảnh đạo. Yes luôn này. Quá đã nha anh em. 13 kill top 1 luôn này anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.